Vô, đây là một video nói về chuyến đi thăm ngoại của tôi. Ngoại của tôi năm nay đã già lắm rồi, nhưng dễ thương vờ lờ lắm. Ngoại tôi có một sức kỳ lạ là luôn luôn mặc đầm ngủ, tay thì vác theo cái đá bóng dày và sẵn sàng gõ vào đầu tôi mỗi khi hai người chạm mặt. Sugoi desu ne. What? Gì đây? Mới vào vì bả vả phát vào đầu mở bà day one và tôi đang ở đâu trong nhà of course what the fuck tối vậy. No. Holy shit. Rồi 27 luôn á trời. The fuck. Cái bà mập này. Nhìn kawaii vừa là. Oni-chan. Holy shit! What the fuck? Fuck. Vươn. Né, né ra. Ôi. Hả? Oh no. Woo. Oh Jesus fucking Christ. Oh my god. Oh, one key. Yes. Yeah, boy. Yeah, boy. I please. Ở vậy ta. Holy shit. Tôi nghe tiếng bả. Tôi nghe tiếng bả. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình yêu. What? Bà hồi sinh ở dưới hầm. Một lời chứ tôi đâm đầu ở dưới. Run, 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 run. Ở đây 4 rồi tôi chưa làm được gì hết luôn á. Fuck, chứ tôi dở này. Ôi máu me đầy người rồi. I need healing. Tôi lết luôn rồi đó. Ê. Bà ơi. Xin chào tất cả các cháu. What the fuck? Chú xe chốt. Chốt máu. Jesus fucking Christ. Giờ bị lắc chứ anh à. Ui trời phải lên. No, không thấy tôi đâu. Fuck, 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 fuck.
tôi đai con mẹ nó rồi. Fuck. Ní như tiếng xe. Tính đụng tôi hay gì? Hả? Oh my fuck. Tha con ơi. Tha con đi. Tha con đi. Tha đi mà.